Sau đợt cao điểm tuần tra kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng biển ven bờ trên địa bàn thành phố Rạch Giá, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố đã phát hiện tạm giữ nhiều phương tiện của các hộ dân vi phạm. Để lắng nghe ý kiến tháo gỡ khó khăn của các hộ dân này về việc đánh bắt khai thác thủy sản, chiều ngày hôm qua 6 tháng 3, Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá tổ chức đối thoại với các hộ dân vi phạm. Theo đó, để thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng biển ven bờ trên địa bàn thành phố Rạch Giá, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố đã kiểm tra tuần tra trên biển, phát hiện nhiều trường hợp vi phạm khai thác đánh bắt thủy sản trái phép. Các lực lượng tiến hành lập biên bản xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như tàu cá không số, giấy phép khai thác hết hạn, các vùng các nghề cấm khai thác ven bờ và tại các cửa sông của thành phố. Thì qua cái đợt một đêm tuần tra như thế thì chúng tôi đã bắt giữ được 10 phương tiện vi phạm cái việc mà sử dụng sung điện để khai thác thủy sản bất pháp, cũng như là cái khai thác cái cào bờ xi mé. Thì qua cái phát hiện như thế thì chúng tôi đã lập biên bản và vừa thực hiện việc lập biên bản và vừa thực hiện công tác tuyên truyền, rồi tổ chức đối thoại để cho cái chủ phương tiện vi phạm đó nhận thức được cái việc mà thực hiện cái nhiệm vụ của mình là sai. Tại buổi đối thoại, đại diện các cơ quan chức năng tuyên truyền nêu rõ những hành vi sai phạm của người dân khi khai thác các loại thủy sản ven bờ. Một số hộ dân sử dụng các dụng cụ khai thác có tính chất hủy diệt, ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản. Cùng với đó, nêu rõ những hành vi vi phạm này đã được quy định mức xử lý cụ thể cho từng trường hợp. Khai thác trong khu vực cấm là phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng. Bình thường là phạt ở khung giữa là 12,5 triệu đồng. Còn hình thức phạt bổ sung đó là tịch thu ngư cụ và thủy sản sống thì thả về biển. Riêng cái ghe sẹp thì có thêm hai hành vi, đó là sử dụng ngư cụ cấm để khai thác thủy sản theo nghị định 42, đó là phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng. Hình thức phạt bổ sung đó là tịch thu ngư cụ cấm và tước giấy phép. 10 hộ dân vi phạm về đánh bắt thủy sản trái phép tại vùng biển ven bờ thành phố Rạch Giá đã trình bày các nguyên nhân vi phạm. Một số hộ dân cho rằng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có nghề nghiệp nên sử dụng ghe thuyền để cào hến ven bờ, đánh bắt thủy sản bằng các dụng cụ vi phạm pháp luật. Hầu hết các tàu bị bắt giữ đều được mua lại hoặc vay mượn để mua phương tiện đánh bắt. Qua tuyên truyền của các lực lượng chức năng, người dân đã biết được hành vi sai phạm của bản thân, hứa sẽ chấp hành nghiêm quy định của pháp luật và mong muốn được tiếp cận các nguồn vốn dày ưu đãi để được chuyển đổi nghề cho phù hợp. Em tiết cấm xịt thôi chứ hết rồi, thật sự là em không biết, cái đó là thiệt tình là không biết, là mới biết trong này, mới biết đợt này thôi, bởi vì em mới vi phạm. Như gia đình thì có hai chồng, mà chồng thì không biết chữ nữa, rồi hai đứa con học nữa, cuộc sống hàng ngày là bằng ngày nào ăn ngày nấy đó. Thì em đỡ vi phạm đợt này thì như là xin chủ tịch tôi xem xét. Tại đây, lãnh đạo thành phố Rạch Giá lắng nghe những ý kiến của các hộ dân vi phạm, đồng thời tuyên truyền cho người dân hiểu được các hành vi vi phạm tận diệt nguồn lợi thủy sản. Thành phố ban hành quyết định xử phạt đối với các trường hợp vi phạm đã bị lập biên bản, tịch thu dụng cụ phương tiện, kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật nếu người dân tiếp tục vi phạm. Đây là một cái việc mà mình đã sai rồi, thì thôi bây giờ cái chuyện mà bà con mà yêu cầu là về cái hỗ trợ cái chứng đổi việc làm đó, thì cái này đó thì qua cuộc họp này đó thì chúng tôi sẽ có một cái kiến nghị, có một cái kiến nghị với tỉnh. Đây là chủ trương chung của cả tỉnh thôi, là đối với hộ nghèo thì được là vay ưu đãi để làm ăn, rồi chuyển đổi nghề nghiệp, chuyển đổi cái việc làm, thì bà con cũng nên tiếp cận cái việc này. Tôi đề nghị bà con sau cuộc hôm nay, đề nghị bà con tuyên truyền lại cho gia đình, người thân của mình, nhất là những người mà đồng hành với mình từ trước tới nay, mà đi cùng với nhau với mình đi cào vòi sẹp mé này. Thực hiện kế hoạch hành động cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá tiếp tục thực hiện quyết liệt và hiệu quả đợt cao điểm tuần tra kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng biển ven bờ trên địa bàn thành phố Rạch Giá.